Nếu mà cho họ xuống địa ngục, bị cắt lưỡi, bị cưa làm đôi, bị ôm cột đồng đó thì dễ rồi. Tiểu sát thưa ông là cái trừng phạt nặng nhất của bề trên, tại tất cả chúng ta cũng là một luồng khói đặc từ lúc ban đầu. Những chư thiên có 64 dimension để mà biến hóa đó, là một luồng khói trong crystal, là một khói pha lê. Thì từ những chư vị ngày xưa cũng là một luồng khói đặc. Rồi từ một luồng khói đặc đi qua bao tỷ tỷ kiếp, đi qua tất cả các thành tinh tu tập thì mới thành ra một cái luồng khói trong pha lê. Mà bây giờ cái luồng khói này không còn hiện hữu nữa thì con thấy nó rất là bị mất mát. Cái xác phàm này đâu có gì có hỏi mất mát. Mình chết là mình tiếp tục một cái đời sống mới, mà họ không có một cái đời sống mới nữa thì họ mất luôn. Cũng giống như nói với người thế gian là bị tử hình. Còn ý của con á, cho họ như vậy là dễ. Nhưng hôm nay họ mang xác phàm vì họ vô minh. Vô minh cái chữ vô hộ giải thích á, là cái thằng ăn cướp nó giết người, nó bị tử hình, nó lên cái điện hay nó bị bắn ba viên, thì là nó còn có trí tuệ, nó khôn á. Tại vì nó một mạng, nó trả một mạng như cái hồn nó còn. Còn cái người loại người mà con nói mà vừa mới nói á, mà cực kỳ tham nhũng, người ăn chơi gái gú, rồi không còn sợ trời sợ đất á, chứ hộ gọi người đó là siêu ngu. Cái chữ siêu ngu á, nó còn nặng hơn cái thằng đi giết người bị tử hình á, là bị tiêu xác tiêu hồn. Nhưng nếu mà họ đừng có đụng với những người mà có sứ mệnh xuống trần, họ đụng với những người sứ mệnh xuống trần á, là mới gọi là tiêu xác tiêu hồn. Còn họ đụng với người phàm gọi là giống như lan chạ lẫn nhau, đứng đứng lên chiếc xe điện mà xe bus của Nhật mà đông vậy đó, đụng qua đụng lại vậy đó, thì họ chỉ là bị tội. Nhưng họ lỡ họ phạm thượng, họ đụng với những người mà làm mang xác phàm làm nhiệm vụ cho bề trên, mà họ cản trở một người làm thiện, có nghĩa là đốt nhà, phá chùa, giết cha mẹ, cái tội rất là nặng. Cản trở con là có tâm từ bi làm thiện. Một ngày con có thể làm cho 10 người có cơm no áo ấm, hoặc là 100 nụ cười, mà họ cản trở có nghĩa là họ làm mất quyền lợi cái 100 người, gọi là đại phạm thượng, là đại trọng tội. Thì những người đó đó mà cứ tiếp tục gọi là tiêu xác tiêu hồn. Còn hoặc là họ có thể ở vào trong cái địa ngục gọi là cực kỳ đen tối, khoảng ít nhất theo sự đó cả 10.000 năm. Không biết 10.000 năm nó biết bao lâu. Bởi vì những cái thời đại sau này á, nhân loại á, sẽ sống rất là trang hòa nhau. Họ phải chờ đến khi nào một cái thời đại gọi là cực kỳ ác, ác giống như cái bản chất của họ, thì họ mới hợp với những người đó. Cũng giống như là họ giữ như con chó sói. Họ không, con chó sói không có thể nào sống chung với một đàn cừu được. Thì họ phải chờ một cái thời đại rất là dữ. Họ sống chung giống như trong phim vậy. Nhưng mà chờ tới cái thời đại mà những người dữ rất là khó. Cho nên thời đại của chúng ta là cũng là một cái thời đại cực kỳ thử thách, challenge. Mình người hiền cũng có, đây người hiền không. Nhưng mà người dữ ngoài kia không thiếu. Họ số lượng họ hơn chúng ta gấp 5-7 lần. Thì con phải chấp nhận. Nhưng con phải cảm ơn những người gọi là ăn chơi đó, để cho con ngộ đạo. Nếu mà họ là một người bình thường á, con không có biết cha biết mẹ, con không có ngồi đây đâu. Con không khổ là con không biết cha mẹ đâu sư phụ.